Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chủ đề của tôi muốn chia sẻ ngắn hôm nay đó là lời cầu nguyện đắc thắng. Lời cầu nguyện đắc thắng. Trong Samuel 1 đoạn 16 câu 7. Máy cũng hỏng, không có. Ok, tôi xin đọc. Vì dầu cây vả không nứt lọc, cây nho không ra trái thì vẫn vui mừng. Ok, chúng ta cùng nhau giờ sách Samuel 1 đoạn 16 nào. Đây là lời Kinh Thánh Chúa nói với Samuel. Đoạn 16 câu 7. Khi Samuel định sức dầu cho Eliab, anh trai cả của David. Ông ta là người cao hơn hết thảy những người khác. Và bố của ông ta nghĩ rằng đây chính là con người Chúa chọn để sức dầu làm vua. Nhưng lời Chúa phán với Samuel như sau này. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy ở trong lòng. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Chúa là đấng nhìn thấy trong lòng của mỗi chúng ta. Và chúng ta có thể nhìn thấy bên ngoài mọi hành vi, mọi cử chỉ, mọi lời nói của một con người, nhưng chỉ có đấng tạo dựng ra lòng người, Ngài nhìn thấy cái gì từ bên trong. Con người chúng ta luôn luôn nhìn thấy có những điều tốt, điều xấu xảy ra, nhưng Chúa luôn đặt câu hỏi: cái việc này nó được sinh ra từ đâu? Nếu được sinh ra, nó bị sinh ra từ nơi tồi, thì dầu có nhìn thấy nó hay đi chăng nữa bây giờ, thì kết thúc của nó vẫn là điều tồi. Còn nếu như nó sinh ra từ nơi tốt, thì bây giờ có thể nghiêm khắc, có thể khó khăn, nhưng cuối cùng của nó kết thúc là điều tốt. Tôi mới đọc một bài báo về bài phát biểu của một đô đốc hải quân người Mỹ. Ông ta đã từng ở trong trường huấn luyện trước đó 30 năm, lính đặc nhiệm của Mỹ. Ông ta nói trong 6 tháng huấn luyện rất nhiều sự khó khăn, và thậm chí những người thầy của ông ta đã xử với ông rất là nghiêm, ngay cả cái gấu áo, ngay cả cái chăn cần phải xếp cho nó thật đúng chỗ nữa. Nhiều khi cảm thấy bực tức về những sự nghiêm khắc đó, nhưng sau này khi ra khỏi quân trường, ông ta thấy rằng hết thảy những cái nghiêm khắc trong khi huấn luyện nó giúp cho 30 năm trong chiến trường không đổ máu. Thành ra hết thảy những điều gì mà xảy ra, sinh ra từ điều tốt thì nó sẽ tốt. Loài người nhìn bên ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy ở trong lòng. Và đây là lời cầu nguyện rất là đặc biệt. Sách Sử Ký 1 đoạn 4, lời cầu nguyện đắc thắng 2016 này. Nếu bạn và tôi bị rơi trong hoàn cảnh của con người này, thì hãy nhìn thấy kết quả của ông ta mà cùng nhau vươn tới. Sách Sử Ký 1 đoạn 4. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, thấy sách Sử Ký có 9 đoạn đầu tiên của sách Sử Ký nói người này sinh ra người kia, nói về gia phả. Nhưng bỗng nhiên ở chương số 4 của Sử Ký 1 xuất hiện hai câu lọt vào gia phả từ người này sinh ra người khác. Bỗng nhiên có một câu chuyện được chép trong sách Sử Ký 1 đoạn 4 về một con người có tên là Gia-bê. Lời Chúa kể lại như sau này: Gia-bê được tôn trọng, bây giờ có rồi. Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng ta sinh nó trong sự đau đớn. Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn giàu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Đây là lời cầu nguyện đắc thắng. Gia-bê, tên Gia-bê có nghĩa là đau đớn. Gia-bê có nghĩa là làm cho cha mẹ khổ đau. Và không hiểu lúc người mẹ này mang thai, cái thai nhi đó quấy dày bà như thế nào mà khi đẻ ra đứa con trai này, bà đặt tên cho nó là thằng đau khổ. Cái tên mang theo với con người này, nó gắn với cuộc đời con người này. Và mỗi một lần anh em gọi thằng đau khổ về ăn cơm, dường như sự rủa xả,
dường như là định mệnh đã đặt trên con người có tên là Gia-bê này. Có thể ai đó đã từng bị tử vi bói toán hành hạ, có ai đó đi bói rằng tuổi Hợi, tuổi Thân hay là tuổi Tuất hay là tuổi Rắn nó sẽ hành hạ ngươi đến hết cả cuộc đời. Có ai đó sẽ bói nói rằng chết non, hoặc là hay năm thê mười thiếp. Gia-bê đã bị gắn với cái tên này trọn cuộc đời. Cha mẹ nói thằng thằng đau khổ, thằng làm cho tao đau khổ. Họ xỉ vả Gia-bê khi gọi tên đó. Mỗi một lần gọi tên Gia-bê là nhắc nhở cho ông cái quá khứ đã làm cho ai đó đau đớn. Và khi bị gọi như vậy thì chính ông cũng bị thương tổn và đau đớn. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, ông ấy làm gì? Gia-bê câu 10 khấn nguyện với Đức Chúa Trời. Hallelujah. Chúng ta luôn luôn có một lối thoát anh chị em. Số phận không thể vùi dập chúng ta được. Từ khấn nguyện này không phải là nói thầm nhá. Khấn nguyện này là ông ta la lên hết cỡ với Đức Chúa Trời. Bạn ơi, cảm ơn Chúa. Dù hoàn cảnh chúng ta bi đát, bế tắc, thì hãy nhớ chúng ta luôn có một Đức Chúa Trời hằng sống. Không phải cục đất người ta nặn lên, không phải cục gỗ người ta đẽo ra, mà có một Đức Chúa Trời của Israel. Có một Đức Chúa Trời hằng sống đứng gọi Môi-se: Môi-se, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Bạn và tôi có một niềm hy vọng lớn, dù hoàn cảnh khó khăn, có một Đức Chúa Trời hằng sống. Amen. Hãy nói người lân cận rằng có một Chúa sống. Và chính Đấng sống có phán rằng ta là con đường, là chân lý và là sự sống. Ta là con đường, luôn luôn có lối thoát. Ta là chân lý, luôn luôn có sức mạnh. Ta là sự sống, không phải chỉ là sự sống mà lời đã nói rằng ta là nguồn sống của mọi sự. Khi có Ngài, chúng ta có sự sống. Và ông Gia-bê kêu la với Đức Chúa Trời của Israel rằng: Bạn ơi, Kinh Thánh lời Chúa nói rằng hễ ai kêu cầu danh Chúa Giê-xu thì người đó được cứu. Dù chúng ta đang ở trong đáy của sự khó khăn, hãy la lên danh Giê-xu, chắc chắn danh đó sẽ được cứu. Không phải tôi nói mà lời Kinh Thánh nói như vậy, lời Chúa không nói sai. Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel năm điều. Một, ban phước cho tôi. Hai, mở rộng bờ cõi của tôi. Ba, phù giúp tôi bởi cánh tay của Ngài. Bốn, giữ tôi khỏi mọi sự dữ và mưu kế của kẻ thù. Năm, tôi không buồn, hãy luôn luôn vui mừng ở trong Chúa. Đó là năm điều mà con người này lời cầu nguyện đắc thắng, ông ta đã tới kêu cầu với Chúa. Một, ban phước cho tôi. Hãy nói từ ban phước. Chúng ta nhiều khi sử dụng cái từ chúc phước đó nó bị lạn phát. Lấy ví dụ có ai gọi điện thoại trò chuyện một hồi khoảng 15-20 phút, bạn thấy mệt tai quá rồi, bạn nói ok nhá, Chúa ban phước nhá, Chúa ban phước cho chị nhá. Ý có nghĩa là thôi dừng lại đi, nói mệt quá rồi. Dường như câu chúc ban phước đó là đẩy người ta đi. Nhưng người Do Thái đó, cái từ hãy ban phước cho tôi này quan trọng lắm. Ông Jacob khi ông đang bị Esau đưa quân tới để giết, ông ta vật lộn với một thiên sứ Đức Chúa Trời, bám vào đứng đó và nói rằng hãy ban phước cho tôi. Bất cứ một lời ban phước nào từ người cha luôn trở thành hiện thực trên đời sống con của mình. Tiếng Do Thái ban phước có nghĩa là cho một cái gì đó, chứ không phải chỉ là lời nói không không. Bởi vậy cho nên Chúa ban phước cho tôi, ban ân điển. Chúa Giê-xu nói rằng mọi sự đã hoàn tất, đã xong rồi. Và thân của Chúa tới mang ân điển tới cho chúng ta. Ân điển đó là phước đó. Điều thứ hai, điều thứ nhất, ban phước có nghĩa là ban khả năng cho bạn làm được điều mà trước đây bạn không làm được. Vừa rồi Thủ tướng Đức đã đưa ra một cái lời nói mà bà phải trả giá cho sự nghiệp bây giờ. Tiếp nhận hết thảy những người tị nạn tại Syria sang. Thật ra có mấy trăm ngàn người, gần 1 triệu người đã nhảy vào nước Đức này. Họ chạy qua Áo và từ Áo họ vào đây. Lời của bà công bố nó giống như là phước cho những người tị nạn đó đấy. Mọi người hiểu không? Có nghĩa là phải cho họ một cái điều gì, mặc dù chỉ là một lời nói ra. Nước Đức tiếp nhận hết thảy người tị nạn,
Cái đó giống như một phước đó. Hết thảy những ai kêu cầu danh ta, người đó sẽ được tha thứ. Hết thảy những ai xưng nhận danh Giê-xu thì ân điển cho người đó. Cái đấy là phước đấy. Điều thứ hai, mở rộng bờ cõi. Không hạn hẹp tới bờ cõi này, không phải chỉ là danh giới, không phải chỉ là hội thánh được mở rộng, mà còn tâm trí của mình nữa. Cái tâm trí của mình được mở rộng, nó tỷ lệ thuận với sau đó bờ cõi được mở rộng. Mở rộng bờ cõi cũng giúp cho chúng ta hiểu được rằng hễ ai nhu mì hạ mình thì người đó hưởng được đất. Chúa sẽ ban đất làm cơ nghiệp. Bởi vậy cho nên xin Chúa mở rộng bờ cõi cũng là xin Chúa hãy thay đổi con, hãy hạ con xuống trước mặt Ngài để con phụ thuộc vào Ngài nhiều hơn. Ngoài Ngài ra con không làm được điều gì hết. Đó là mở rộng bờ cõi. Tôi tin năm nay là năm Chúa mở rộng bờ cõi của nước Ngài. Amen. Sẽ lan ra Magdeburg, Zwickau, Chemnitz, Halle, rồi Dresden, rồi đâu nữa, Leipzig, Paris, Troyes, Oslo và nhiều nơi khác nữa. Việt Nam. Tiếp theo, điều thứ ba, nguyện tay Chúa phù giúp tôi. Nguyện tay Chúa phù giúp tôi. Sự giúp đỡ từ cánh tay quyền năng của Ngài. Ở trong Kinh Thánh Luân nói rằng tay hữu của Ngài nắm tôi dẫn đi, tay hữu của Ngài cứu giúp tôi. Tay hữu nói về sức mạnh. Thầy anh chị em, Chúa mà đã giúp mình thì ai có thể địch nổi được mình. Amen. Martin Luther, chúng ta đang sống trên một cái quốc gia mà cái đây 600 năm chuẩn bị kỷ niệm đó, ông đã đứng trước mặt các giáo hoàng và nói rằng nếu tôi có gì sai, xin hãy chỉ cho tôi biết điều sai. Còn nếu tôi không sai, nguyện lời Chúa giúp tôi đứng vững. Nguyện Chúa phù giúp tôi. Ông ta đã đứng vững. Ông ta dịch Kinh Thánh ra tiếng người bình thường đọc được. Và cảm ơn Chúa, lời Chúa đã đến với chúng ta bây giờ. Chúa đã giúp thì không ai có thể làm hại được mỗi chúng ta. Amen. Amen anh chị em. Điều thứ tư là giữ tôi khỏi mọi sự dữ. Có nghĩa là biết bao nhiêu cạm bẫy mà ma quỷ và kẻ thù đặt ở trước mặt chúng ta. Chúng ta nhiều khi vô tình, nhưng Chúa ban cho mình sự khôn ngoan qua lời của Ngài, giúp chúng ta tránh khỏi những sự dữ đó. Có người anh em, anh ta có 5 đứa con, anh ta luôn nhận tiền xã hội, và bỗng nhiên trong lúc cầu nguyện, Chúa nói với lòng của anh ta rằng hãy đi làm. Anh ta bỗng nhiên đâm đơn đi xin việc, và cái tiền mà anh ta nhận được đó nó ít hơn so với tiền xã hội cho khi anh ta không có việc. Và thấy nhiều người nói thằng dài thằng ngu tại sao mới đi làm việc. Bỗng nhiên một tháng rưỡi sau, có một cái luật ở tiểu bang đó, những người nào có công ăn việc làm sẽ được ở lại, còn những người nào mà không có công ăn việc làm nhận tiền trợ cấp xã hội sẽ dần dần lên gặp và sẽ đưa về Việt Nam. Và nhiều người chắc là trưởng lão vừa biết cái nhân vật đó, và nhiều người trong cộng đồng nó chửi anh, nói rằng mày biết trước được rồi mà tại sao mày không nói cho anh em mình biết, mày được ở lại còn chúng ta bị đuổi về à. Anh nói đâu, đơn giản lời Chúa bảo tôi đi làm, và lời Chúa giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ, tránh được rất nhiều những tai họa, những cạm bẫy ở phía trước. Bài hát tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng chỉ có Chúa biết được ngày mai sẽ ra sao, và lời Chúa giúp tôi tránh được những tai họa của ngày mai. Amen. Cầu nguyện tức là cũng giúp cho chúng ta cầu nguyện cho ngày mai. Chúng ta không biết điều gì xảy ra vào ngày mai, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không nói ra được mà cầu khẩn thay cho mỗi chúng ta. Hãy cầu nguyện tướng lạ nhiều hơn anh chị em. Mục sư Samson cái đêm mấy ngày đến Berlin thăm chúng ta, và trước khi ông về nói với tôi và trưởng lão Thắng là hãy nói với nhiều người và bản thân chúng ta, hãy cầu nguyện tướng lạ mỗi một ngày cá nhân nhiều hơn, đặc biệt trong hoàn cảnh này. Amen. Điều thứ năm, hầu cho tôi không buồn giàu. Hãy nói với lân cận rằng đừng có buồn. Nỗi buồn nguy hiểm. Nỗi buồn nguy hiểm. Tôi đã nếm trải được nó một phần nào, rất là nguy hiểm. Nó làm cho bạn rệu rã. Và Nê-mi nói trong lời của Ngài rằng sự vui mừng trong Đức Giê-hô-va là sức mạnh của mỗi chúng ta. Sự vui mừng trong Đức Giê-hô-va là sức mạnh của mỗi chúng ta. Đấng đang ở trong tôi và bạn là Đức Thánh Linh. Đấng ở trong đó có trái là sự vui mừng. Hãy công bố ra miệng sự vui mừng mỗi một ngày. Nhờ Ngài mà tôi vui mừng,
không phải vui mừng bởi hoàn cảnh tôi đang được thuận lợi, mà vui mừng bởi Ngài ở trong tôi. Tôi là đền thờ của Đức Chúa Trời, mà Thánh Linh, quyền năng, thành tín, yêu thương đang ở trong tôi. Và ông đã cầu nguyện 5 điều đó. Hãy để ý câu phía dưới này, sau dấu chấm than, Đức Chúa Trời bèn. Hãy nhắc lại cùng tôi từ bèn. Bèn có nghĩa là lập tức, ngay lúc đó, khi cầu nguyện hết lòng, bèn ban cho. Y, hãy nhắc lại cùng tôi từ y. Y đây có nghĩa là chính xác cái gì mà ông ta ước ao trong lòng. Người mù Bartimê ngồi ở cổng thành nói khi Chúa Giêsu đi ngang qua: Giêsu, con vua David, hãy thương xót lấy tôi. Ông bị mù và đang đi ăn xin. Chúa gọi ông ta lại. Khi ông ta lại gần trước mặt Chúa, Ngài hỏi: Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Chúa muốn nghe từ miệng của ông, phát ra từ lòng của mình, để Ngài làm y như điều mà ông ta cầu xin. Rõ ràng ông bị mù và đang đi ăn xin, ông ta chạy đi trước Chúa, nhưng miệng ông ta nói rằng: Hãy thương xót lấy tôi. Thương xót có nhiều cái để mà thương xót lắm. Biết đâu ông ta đang xin Chúa cho ông lấy được vợ mặc dù mù và nghèo. Biết đâu ông ta xin một khoản tiền trợ cấp. Biết đâu ông ta xin một cái điều gì khác. Biết đâu ông ta đang bị nhức đầu, muốn được chữa lành. Thầy là Chúa mới hỏi: Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Hãy nói thật cụ thể và chính xác. Và Bartimê nói: Cho tôi được sáng mắt. Và Chúa nói rằng: Được tìm ngươi, ngươi đã được rồi. Giabê cầu nguyện không chung chung. Ông ta liệt kê cụ thể 5 điều: 1. Ban phước. 2. Người Do Thái họ biết phước là gì đấy. 2. Mở rộng bờ cõi. 3. Hãy giúp đỡ tôi. 4. Hãy giữ tôi khỏi sự dữ. 5. Cho lòng tôi luôn vui mừng. Chưa chắc Chúa giúp bạn thành công mà bạn đã giữ được cái gì mà bạn có. Thật ra cần Ngài giữ mạng sống của chúng ta, giúp và giữ của mà chúng ta đang có nữa. Amen. Và Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Câu này rất là đáng giá. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Xin Chúa ban cho chúng ta mỗi một người tại đây năm nay. Bắt đầu buổi chiều ngày hôm nay, vợ chồng về nhà bàn với nhau, ghi ra một quyển sổ. Xin Chúa cho năm 2016, ghi thật cụ thể ra, ghi thật cụ thể, dựa trên lời cầu nguyện của Giabê, lời cầu nguyện của năm đắc thắng 2016 này. Khi cụ thể và bắt đầu cầu nguyện thật hết lòng. Có ai đã nói rằng cầu nguyện hết lòng là thế nào? Như lời Chúa nói: Khi ngươi cầu xin hết lòng sẽ nhận được, khi ngươi tìm kiếm ta hết lòng sẽ gặp. Hết lòng là gì? Có một cậu thanh niên đi gặp một vị mục sư già, nói: Hết lòng là gì mục sư? Ông già đó kéo người thanh niên ra ngoài sân, túm đầu người đó ẩn xuống cái thùng nước. Đầu tiên, một phút đầu tiên anh ta vẫn thở được, vẫn nín được. Bắt đầu hơn phút, bắt đầu chuẩn bị dài hơn rồi, anh ta bắt đầu khó thở vì thiếu khí. Anh ta bắt đầu vùng vẫy. Người mục sư lấy hai tay đè thẳng đầu xuống. Anh ta đập tay, dùng sức mạnh của mình để giải phóng. Và khi vung ra khỏi thùng nước rồi nói: Mục sư, tại sao giết tôi? Ông mục sư nói: Không, tôi không muốn giết anh, nhưng mục sư muốn dạy cho anh biết thế nào là hết lòng. Vừa rồi con đã hết lòng tìm không khí thở, hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí tuệ để có không khí thở. Nếu cầu nguyện tìm kiếm Chúa hết lòng như vậy đó, thì Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Amen. Hallelujah. Câu kinh thánh cuối cùng để chúng ta kết thúc. Sách Mác đoạn 11. Sách Mác đoạn 11 câu 22 đến câu 25. Sách Mác đoạn 11. Sau khi Chúa làm cho cây vả bị khô, Chúa nói rằng: Hãy có đức tin của Đức Chúa Trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự bất bình cùng ai, hãy tha thứ để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin
đã được tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Giabê đã cầu nguyện ra miệng của mình. Lòng của ông tin vào Đức Giê-hô-va đấng sống sẽ trả lời. Ông công bố ra miệng: Chúa ban phước cho tôi. Sự rủa xả đổ từ thế hệ của tôi xuống trên tôi. Tên của nó là đau đớn, đau khổ, sự rủa xả của số phận. Và bây giờ tôi đang gánh hậu quả của số phận nhiều năm qua. Tôi muốn thay đổi số phận ngày hôm nay. Cho nên tôi chạy tới với Đức Chúa Trời hàng sống và la lên rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân ơi, hãy ban phước cho tôi, mở rộng bờ cõi của tôi, hãy phù giúp tôi, hãy gìn giữ tôi khỏi sự dữ và ban cho tôi lòng luôn vui mừng. Lời cầu nguyện thấm thiết đó đã thay đổi cuộc đời của Giabê. Đấy chính là cái con đường đưa chúng ta từ rủa xả sang phước hạnh. Tôi cũng cần sự cầu nguyện này. Bạn cũng cần lời cầu nguyện này. Đừng tin vào tử vi bói toán. Đừng tin vào một lời tiêu cực nào vô tình rơi vào lòng của bạn. Bạn quấy dày bản thân và khổ cho tới bây giờ. Nào, mời đứng dậy nào. Năm nay không phải năm con khỉ. Năm nay không phải năm con rắn, con bò hay con lợn. Năm nay là năm Chúa Giê-xu làm chủ. Và Ngài làm chủ mãi mãi. Mỗi một giờ, mỗi một giây, mỗi một phút, Ngài làm chủ ở trong phòng khách, làm chủ ở trong phòng bếp, Ngài làm chủ trong phòng ngủ, trong toilet, Ngài làm chủ trong cả tòa nhà, Ngài làm chủ trong tâm trí, Ngài làm chủ trong tâm hồn, Ngài làm chủ trong tâm linh của tôi và bạn, Ngài làm chủ trong mỗi quyết định của gia đình bạn, trong mỗi việc làm, trong mỗi chương trình. Hãy nói với Chúa, hãy nói với Chúa lời cầu nguyện. Dựa trên lời cầu nguyện của Giabê, anh chị em, tôi muốn chia sẻ với anh chị em kinh nghiệm của Giabê và lời cầu nguyện đó. Sự đau khổ nó cần phải chấm dứt qua lời cầu nguyện. Và Kinh Thánh chép rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho Giabê tôn trọng hơn anh em người. Mời bạn kỹ thuật bật lại lời cầu nguyện của Giabê. Đây là lời cầu nguyện đắc thắng cho tôi, cho bạn, cho chúng ta, cho hội thánh đắc thắng của Ngài tại Berlin này trong năm nay. Oh hallelujah. Hãy nhìn lên màn hình, đọc kỹ chậm rãi lời cầu nguyện của Giabê, hai câu kinh thánh vừa rồi. Nó không phải là vô tình được lọt vào chương gia phả của Sử Ký 1. Biết bao nhiêu tên phía trước và tên phía sau bỗng nhiên lọt vào Giabê. Có ai đó tại đây trong căn phòng này, bạn thấy cuộc đời của bạn bây giờ giống bố của bạn ngày xưa quá, cũng khổ đau, cũng thất bại, cũng đau đớn. Bạn thấy giống mẹ của bạn, cũng cái tuổi đó bị ốm, bị căn bệnh tương tự như vậy. Dường như có một sự rủa xả nào đó truyền từ đời ông bà, cha mẹ tới với bạn bây giờ. Bạn lo sợ con của bạn cũng bị như vậy. Bạn ơi, ma quỷ là tên cướp giết và hủy diệt, là tên kẻ trộm. Nhưng Chúa Giê-xu tới để cho tôi và bạn được sống và sống dư dật. Hãy nắm lời cầu nguyện của Giabê này và cầu nguyện hết sức tại đây. Cầu nguyện hết tấm lòng của mình tại đây. Đây là lời cầu nguyện thay đổi số phận. Đây là lời cầu nguyện thay đổi hoàn cảnh để đưa bạn chuyển sang một năm mới. Chúng ta cùng nhau giơ cao tay của mình nào. Hãy tiếp nhận 5 điều của lời cầu nguyện Giabê cho chính mình. Tôi cần, bạn cần, hội thánh cần, gia đình chúng ta cần, con cái chúng ta cần trong năm nay và những năm tiếp theo nữa. Chuyện học hành của chúng nó cần phải tiếp tục. Chúng nó cần phải được trợ giúp của Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân ơi, trong danh Chúa Giê-xu Christ, con cầu xin Ngài ban cho mỗi chúng con tại đây phước hạnh. Hãy mở rộng bờ cõi của mỗi chúng con và hội thánh của Ngài. Dùng tay hữu của Ngài hùa giúp chúng con. Hãy gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ. Ban niềm vui trong lòng của mỗi chúng con luôn luôn, bất chấp hoàn cảnh xung quanh.
Lạy Cha vinh hiền ban thần trí của sự khôn sáng, sự tỏ ra cho mỗi chúng con để nhận biết Ngài. Hãy soi sáng con mắt con lòng anh em chúng con để biết được sự kêu gọi, qua đó có sự trông cậy. Soi sáng con mắt con lòng mỗi chúng con thấy được sự giàu có nơi vinh hiển và quyền năng vô hạn của Ngài hành động ở trong chúng con. Đức Thánh Linh quyền năng đang ở trong chúng con là lớn dường nào. Chúng con cảm tạ Chúa. Hội thánh là thân thể của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài, đầy đủ mọi sự, không thiếu điều gì tại đây. Chúng con cảm tạ Chúa. Con nhân danh Đấng tối cao chúc phúc cho dân sự của Ngài, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ được Chúa Trời. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.